Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính chào tất cả quý vị Phật tử nam nữ gần xa. Trải qua cũng hơn một tuần rồi, thì làm vì cái tính chất công việc đó, cho nên là quý thầy cũng không có cái điều kiện thường xuyên để mà lên gặp gỡ và chia sẻ cùng với Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay thì thầy trò chúng ta lại được cái thuận duyên gặp lại để mà chúng ta cùng nghiên cứu và chia sẻ những cái phương pháp, những cái gì hữu ích nhất để giúp cho cái đời sống tu tập của chúng ta hàng ngày nó được thăng hoa, nó được phát triển lên. Và xin thưa đại chúng, sở dĩ mà quý thầy có những cái pháp thoại ngắn dành ra khoảng chừng vài 30 phút để cho chúng ta có cái thời gian nắm bắt, để cho chúng ta có cơ hội tiếp cận và gần gũi hơn nữa với lại giáo pháp của nhà Phật. Bởi vì chúng ta là người con của Phật thì chúng ta phải theo cái đường hướng và cái sự chỉ bảo, chỉ dạy của Phật. Vì Phật là một bậc giác ngộ, do đó mà chúng ta cần phải đến gần để lắng nghe, để hiểu biết, để thực tập, để thực hành theo giáo pháp của Như Lai. Xin thưa đại chúng, chúng ta biết rằng bà Gautami là di mẫu của Đức Phật, hay nói dễ hiểu hơn là người dì ruột của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi bà xuất gia, bà chứng A-la-hán rồi thì bà trở thành một bậc gọi là tổ ni, tức là cái người mà đầu tiên sáng lập ra cái hệ thống ni giới cho đến ngày hôm nay. Thì có một lần đó bà đến bà hỏi, bà bạch với Đức Phật: bạch Thế Tôn, rồi đây sẽ có rất nhiều người thậm xưng hay là mạo nhận đây là lời Phật, và người hậu tấn về sau biết tựa vào đâu để xác minh đâu là lời dạy của Thế Tôn và đâu không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng ta thấy rằng có nhiều cái bài kinh, có nhiều cái bài pháp, bài giáo lý chẳng hạn, chúng ta khó có nắm bắt được, khó có đào sâu, khó có hiểu được cái tận nguồn cơn rằng là cái đó có chính xác là lời của Phật dạy hay không. Chúng ta hay mơ hồ, và chính vì mơ hồ đó chúng ta dẫn đến sự hoài nghi. Và sự hoài nghi này nó sẽ đưa chúng ta đến cái vấn đề gọi là lơ là và dễ vui trong cái vấn đề thực tập giáo pháp của Như Lai. Do vậy mà câu hỏi mà của bà Gautami đến để bạch với Phật là một câu hỏi hết sức là thiết thực và thực tế, để giúp cho chúng ta có một cái nhìn, có một sự hiểu biết thấu triệt hơn trong cái vấn đề mà chúng ta thực tập và thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng cái đời sống bây giờ nó thật hư, thật giả lẫn lộn, không biết đâu mà chúng ta lầm, phải không? Đôi khi chúng ta mua một món hàng, chúng ta có được một cái vật chất gì đó thì chưa chắc chúng ta đã tin rằng 100% là cái đó là một cái hàng thật, hay là hàng nhái, hay là hàng giả mạo. Do vậy mà trong bữa đường lối tu tập cũng vậy, nếu chúng ta không thận trọng, nếu chúng ta không chú ý một chút xíu thì chúng ta dễ nhầm lẫn cái gì là lời Phật dạy, cái gì không phải là lời Phật dạy. Thực tế cho thấy rằng những cái gì mà nó thuộc về chân lý thì muôn đời nó vẫn là chân lý thôi. Nhưng mà cái khổ nổi ở cái chỗ là chúng ta không biết cái gì là chân lý và cái gì không phải là chân lý. Những cái gì mà thuộc về chân lý tức là những cái lời minh triết trong những cái lời dạy của Đức Phật, nó giúp cho chúng ta mỗi ngày có được sự nhìn nhận đúng đắn về các pháp xung quanh của mình, về những con người xung quanh của mình, về tất cả những cái vấn đề tu tập của chúng ta đúng sai, hay là cần phải sửa đổi, cần phải sửa chữa chỗ nào cho nó trở nên có được một cái tâm thức chuyển hóa được cái nội tâm phiền não khổ đau. Do đó mà sau khi mà được hỏi như thế thì chúng ta thấy trong kinh Bát Đoán Phật Pháp thì Đức Phật mới trả lời, Ngài dạy như thế này: một, pháp môn nào mà hành trì mà người thực hành lâu ngày thích một cuộc sống độc cư, sống một mình, không có muốn gần gũi đám đông, cái đó là
là đúng pháp. Ở đây chúng ta thấy cái vấn đề mà chung đụng, va chạm, tiếp xúc, giao tiếp hàng ngày là cái điều kiện mà để chúng ta có được những cái người bạn, có được những sự thân cận, có được những cái niềm vui chung, phải không ạ? Nhưng xin thưa với đại chúng rằng đó là mặt xã hội, đó là mặt gia đình. Nhưng đối với một người hành giả tu tập theo pháp của Phật á, thì quý vị nên biết một điều rằng cái đầu tiên Phật dạy là cái pháp nào mà càng tu chúng ta càng ưa thích ở một mình, nơi thanh vắng, ở độc cư, không có thích những nơi ồn ào huyên náo, không có thích những nơi mà lộn xộn, phiền não, phiền phức. Thì ở đây nè, chúng ta thấy hai chữ tu tập đó, nếu không khéo thêm một dấu nặng nữa thành ra chữ tụ tập, phải không ạ? Chữ tụ tập thì chúng ta đàn đứng, chúng ta xúm tụm lại với nhau để chúng ta bàn chuyện này, nói chuyện kia, nói người nọ, nói gia đình khác. Tất cả những cái này nó gây ra những cái mâu thuẫn, gây ra có đôi khi là chia rẽ cái tình cảm lẫn nhau. Do đó cái đầu tiên Phật nhấn mạnh rằng là pháp môn nào mà càng tu chúng ta càng ưa thích, chúng ta càng thích thú ở một mình, nơi vắng lặng, nơi yên ả, nơi yên lặng, thì đó là pháp môn đúng. Vấn đề ở chỗ là độc cư như thế nào mới là quan trọng. Độc cư phải là an tịnh độc cư. An tịnh độc cư nó có 3 điểm. Điểm thứ nhất là thân độc cư, điểm thứ hai là tâm độc cư, và điểm thứ ba là sở y độc cư. Xin thưa với đại chúng, thân độc cư nghĩa là chúng ta xa lánh mọi cái đám đông. Chúng ta không ham muốn, chúng ta không thích thú với những đám đông, những sự mà nói ra nói vào ồn ào, huyên náo. Và điều đặc biệt, nếu mà người sống thân độc cư là chúng ta nhìn vào chúng ta rất dễ là thấy người đó. Còn nếu mà người không sống độc cư, chúng ta ngồi xúm tụm, chúng ta đàn đứng lại với nhau, thì nếu chúng ta tới, chúng ta kiếm một người nào đó, chúng ta phải tìm trong đám đông đó, phải không? Còn độc cư thì là rất là dễ tìm, dễ thấy, dễ biết cái người đó ở đâu, trú xứ nào. Qua hai cái điểm đó thôi, tôi thấy rằng một điều rằng là cái vấn đề mà ở một mình nó tạo cho chúng ta có được nhiều thời gian, có được nhiều không gian. Thầy tỷ dụ trong vấn đề ăn uống, trong vấn đề ăn mặc, ngủ nghỉ thôi cũng vậy. Chúng ta rất đơn giản hóa mọi cái để chúng ta dành thời gian dùng cái thân của chúng ta đây nè, an tịnh độc cư một chỗ. Và cái điều mà thân độc cư, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta độc cư thân mà chúng ta không độc cư tâm á, thì cũng không được nghe. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta ở một mình, mà đôi khi chúng ta không ở một mình, là vì sao? Là tại vì ngồi một chỗ vậy đó, nhưng mà cái lòng mình nghĩ về người này, người nọ, cảnh này, cảnh khác, thì làm sao chúng ta dám nói là độc cư được, phải không ạ? Đôi khi chúng ta ngồi đó mà chúng ta nghĩ về gia đình, con gái, con trai, cháu chắt, nội ngoại, tùm lum hết ở trong cái trí nhớ của ta, thì làm sao được. Cho nên nếu mà chúng ta sống thân độc cư thì chúng ta phải mang tâm độc cư theo luôn nha. Tâm độc cư như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ thêm. Chưa hết ở đây cái vấn đề thân độc cư đó nữa, thời buổi này chúng ta thấy có nhiều bạn trẻ, có nhiều người ở một mình, nhưng mà gì ạ? Đâu có chịu ở không, đâu có chịu dùng cái thân đó để chúng ta thiền quán, thiền định, chúng ta tu tập, chúng ta hành trì đâu, mà lợi dụng cái thời gian chúng ta ở một mình đó, chúng ta xem phim, chúng ta lướt web, chúng ta lên Facebook, chúng ta lên Messenger hay là Zalo chẳng hạn. Thì những cái này là những cái đại kỵ trong cái đường lối tu tập của hành giả tu tứ niệm xứ.
Vì khi chúng ta tu tập mà nếu chúng ta còn tự tìm kiếm sự thích thú ở những cái cảnh trần như vậy thì chúng ta rất khó thành công trong đường lối tu tập, xin thưa đại chúng. Là tại vì cái Đức Phật đặt ra ở đây không phải là ở một mình thì muốn làm gì làm, muốn nghĩ gì nghĩ, muốn ăn giờ nào cũng được, muốn ngủ giờ nào cũng được, không phải. Mà chúng ta phải tự khép mình vào trong một cái lề lối, trong một cái luật mà chúng ta tự đặt ra cho bản thân. Giờ đó là phải ăn, giờ đó là phải nghỉ, giờ đó là phải tu tập, giờ đó là phải dùng cái thân này đi hành thiền, đi thiền tọa, hoặc giả là chúng ta quán chiếu vạn pháp, kể cả con người của chúng ta nữa. Quán chiếu bằng cách nào thì những bài sau này chúng ta chia sẻ. Và cái thứ hai, sau có vấn đề mà thích sống một mình đó thì đến cái vấn đề thứ hai, đó là cái vấn đề gọi là tinh tấn. Nghĩa là khi chúng ta càng tu tập, chừng nào mà chúng ta cảm thấy nó tinh tấn. Tinh tấn ở đây không phải là chúng ta bày ra chuyện này chuyện kia, mà tinh tấn ở đây là chúng ta nghĩ về tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Chúng ta nghĩ về tứ niệm xứ, nghĩ về tứ chánh cần, nghĩ về tứ như ý túc, nghĩ về ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, vân vân. Để chúng ta đem tâm, nhiếp tâm vào đó. Ở đây nói thêm, cái hồi nãy là thân độc cư, thì tiếp theo đây cũng là tâm độc cư. Nghĩa là pháp môn nào chúng ta càng tu tập, chúng ta càng hăng say, nỗ lực, tinh cần, tinh chuyên, và chúng ta nhiếp tâm vào thiền định. Dùng cái tâm mà trước kia lăng xăng đó, hồi nào đến giờ ta không hiểu, không biết, không thực hành giáo pháp, không thực hành đạo lý, chúng ta hay lăng xăng, thích chỗ này ghé chỗ kia, đến chỗ này đến chỗ nọ, để rồi chúng ta gây ra bao nhiêu phiền toái. Phiền toái đây không có gì lớn lao lắm, nhưng mà chúng ta tự giết chết bản thân, bản tâm của ta, không dành thời gian. Có nghĩa là chúng ta dành thời gian quá nhiều cho những điều thích thú, những điều ưa muốn, những điều ham thích, mà chúng ta lại quên dành cái thời gian cho cái cần thiết nhất trong đời sống của một kiếp người. Chúng ta cứ nhìn lại đi, sinh lão bệnh tử, chúng ta thấy toàn là những cái cảnh nước mắt đau thương, nhìn là thấy đau lòng xót dạ. Thì tại sao chúng ta không rùng mình, chúng ta không lo sợ, chúng ta không chán ngấy, chúng ta không ngán ngẩm được chứ, mà chúng ta còn ham thích cái gì nữa, phải không ạ? Nào là bệnh tật, nào là dịch bệnh triền miên làm khuấy đảo cả thế giới. Con người có khi đi cách ly về, cha không gặp được mẹ của mình. Có đôi khi mẹ đi cách ly về, nhìn lên bàn thờ thì thấy hũ cốt và di ảnh của cha, lư hương bát nước của cha đã thờ đó rồi. Chồng xa vợ, vợ xa chồng, con xa mẹ, mẹ xa con, cha xa con xa cha, vân vân, anh xa em. Tất cả những cái đó, tại sao chúng ta không tự thức tỉnh rằng với một cái kiếp người như thế, buồn nhiều, khổ nhiều hơn là vui chứ. Như vậy thì nếu ta là người đi chùa, ta tìm sự an lạc ở đâu? Ta tìm sự an lạc trong cái vấn đề độc cư thiền định, và tâm phải luôn luôn nhiếp vào những cái lời dạy của Phật. Thầy ví dụ như chúng ta thực tập về bát chánh đạo chẳng hạn, thì chúng ta ở gần đông đúc với mọi người, chúng ta rất khó thực tập về bát chánh đạo. Mà khi chúng ta có cơ hội, có đủ điều kiện, chúng ta thực hành một cách nghiêm túc, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong bát chánh đạo là Phật dạy này. Cái đầu tiên của bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, cái đã chứ, phải không? Rồi mới đến chánh ngữ. Thầy ví dụ cái chánh ngữ thôi, thì ta thấy rằng là cái lời nói của chúng ta, nếu chúng ta ở một mình thì ta nói với ai đâu, phải không nè? Rất dễ thương, rất dễ thực hành, rất dễ thực tập. Còn nếu chúng ta ở đông thì chúng ta phải cọ sát, chúng ta phải va chạm, chúng ta phải nói năng. Mà nói đâu phải là chúng ta nói chánh pháp đâu quý vị.
Chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện tào lao không hà. Nói mà làm sao để cho người khác thương là một cái điều khó nha quý vị. Còn nói để cho người ta khó ưa, khó chịu, người ta ghét mình là điều rất dễ nói. Ấy vậy mà chúng ta làm hoài hàng ngày luôn á, phải không nè? Chúng ta làm hoài, chúng ta nói hoài vậy luôn á. Cửa đó là chúng ta nói tranh đấu, chúng ta nói chia rẽ, chúng ta nói để mà gây những cái sự mà hiềm khích lẫn nhau thì chúng ta rất dễ nói. Tại sao cái miệng mình kỳ ha? Vậy thì khi mà chúng ta ở một mình, chúng ta sẽ thấy được cái miệng của mình là một trong những cái căn mà nó gây ra bao nhiêu phiền toái. Đó là thầy ví dụ cái miệng không thôi, còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nữa. Do vậy mà chúng ta thấy một điều rằng nếu chúng ta độc cư cả thân lẫn tâm thì chúng ta phải nên nỗ lực và tinh tấn hết mình trong cái vấn đề thực tập và thực hành giáo pháp của Như Lai. Ở đây thầy xin nhấn mạnh một điều rằng chúng ta thấy như cái bàn tay của mình thôi, nếu chúng ta đeo nhiều cái kiềng thì nó sẽ sao ạ? Nó sẽ phát ra cái tiếng kêu, tiếng động, vì là sự va chạm, sự ma sát của nó cho nên nó có cái tiếng kêu len keng, nhưng nếu chúng ta đeo có một chiếc thôi thì chắc chắn nó sẽ không phát ra tiếng kêu. Ở đây cũng vậy, chúng ta phải có cái sự nhìn nhận đúng đắn và nghiêm túc rằng ở một mình thì cái vấn đề tu tập nó dễ thành công, vì nó giúp cho chúng ta là gì ạ? Tất cả yên tĩnh cả thân lẫn tâm. Và cái thứ ba là dễ vui. Dễ vui ở đây không phải là chúng ta buông thả, không phải là chúng ta sao cũng được, ai rủ gì cũng đi, ai biểu gì cũng làm, ai nói gì cũng nói theo, rồi thiêu dệt, rồi thêm bớt, vân vân. Cái đó không phải là cái dễ vui như vậy. Mà cái dễ vui ở đây là gì? Chúng ta càng tu pháp môn nào không cần biết mà chúng ta rất là dễ dãi trong cái vấn đề đời sống của tự thân mình. Sinh hoạt cũng đơn giản, ăn mặc ở ngủ nghỉ vân vân đều rất đơn giản, tại vì chúng ta nhận thức rõ ràng rằng chúng ta càng đơn giản chừng nào thì đời sống tâm linh chúng ta càng cao nha quý vị. Quý vị cứ tin lời thầy đi. Tất cả mọi việc, mọi cái vật chất mà chúng ta không bị lệ thuộc quá nhiều, quá nghiêm trọng vào thì tự nhiên đời sống tu tập của chúng ta càng ngày càng phát triển. Quý vị không tin làm thử đi, sẽ thấy cái hiệu quả nó đến rất bất ngờ. Tại vì chúng ta tốn quá nhiều thời gian cho vấn đề ăn mặc. Chúng ta phải lựa chọn cái món hàng, lựa chọn đó phải lựa chọn không? Chúng ta phải coi thử là cái món hàng đó nó xuất xứ từ đâu, nó có yên tâm không, nó có làm cho chúng ta nên mua về, nên bỏ vô cái túi xách hay không, và cái thời hạn bảo quản đủ thứ cái hết, cho đến khi mang về chúng ta phải cắt tỉa lặt rửa ráy vân vân mọi thứ, để rồi chúng ta nấu nướng chiên xào, và nếu như mà còn dư chúng ta phải bảo quản cất để mà sử dụng từ từ, vân vân. Đó là những cái thầy ví dụ rất nhỏ thôi, nhưng nó làm rất tốn kém thời gian cho một người hành giả tu tập. Do vậy tóm lại như thế này, nếu chúng ta càng tu tập mà chúng ta càng đơn giản hóa đời sống mình thì tâm linh càng phát triển. Cứ tin lời thầy đi. Còn nếu mà chúng ta trong vấn đề sinh hoạt á, mà chúng ta dễ bị ảnh hưởng, dễ bị chi phối bởi vật chất của cải, nhà cửa hay là tất cả các pháp bên ngoài, thì chúng ta khó có được thứ nhất là thời gian, thứ hai là không gian. Bởi vì không gian nếu có đi thì chúng ta cũng trong cái lòng của mình, trong tâm của mình nó cũng khó có yên tĩnh được. Từ cái ăn, cái mặc, cái đi đứng, cái tiêu xài, cái chi tiêu hàng ngày mà đơn giản chừng nào thì nó tốt chừng đó. Nó đỡ tốn thời gian, đỡ tốn công sức, đỡ tốn tiền bạc,
phải không ạ? Đỡ rất là nhiều thứ. Và cái thứ tư là chúng ta càng tu tập mà chúng ta càng không lún sâu vào sinh tử. Nghĩa là trong quá trình chúng ta tu tập đó, chúng ta rút tỉa ra được cái gì trong đời sống mình. Sinh tử đây không phải là sự sống chết bình thường đâu, cạn cợt như chúng ta nghĩ đâu. Ai sinh ra đời cũng phải chết chứ. Nhưng mà sinh tử ở đây có nghĩa thầy muốn nói là gì trong kinh Phật dạy? Là sự trầm luân, đáo đi đáo lại. Và chúng ta rất phung phí và vung vãi đời sống của một con người. Chúng ta phung phí vung vãi như thế nào? Chúng ta bạ đâu chúng ta nói đó, không phân biệt, không biện biệt được ác pháp, không phân biệt, không biện biệt được cái gì thiện, cái gì bất thiện. Chúng ta cứ mặc nhiên, cái gì tới chúng ta cũng xài, cái gì tới chúng ta cũng chung đụng, cái gì tới chúng ta cũng nói, cái gì tới chúng ta cũng làm, mà chúng ta thiếu đi sự thẩm định. Tức là cái cảm xúc của chúng ta nó quá nhiều mà lý trí chúng ta thì quá ít. Chúng ta sống về cái những cái giác quan của mình không, mắt tai mũi lưỡi cứ rong ruổi vậy đó. Cho nên đó là muốn gì cũng thích là làm, không thích thì là ghét bỏ, không muốn, không nhìn mặt, không tới nhà, không thăm viếng, không hỏi han, vân vân, ví dụ vậy. Thì quý vị tự thử nghĩ đi, nếu như mà 70-80 năm chúng ta cứ sống với một mớ bồng bông như thế thì không sinh tử là gì, phải không nè? Không sinh tử là gì? Chúng ta không biết lựa chọn, chúng ta không biết chọn cho mình một cái hướng đi đúng đắn, chúng ta không biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên bỏ, cái gì nên thực hành. Do đó mà một mớ bồng bông hỗn độn đó vô tình nó là cái nhân để cho chúng ta sinh tử trầm luân. Còn các bậc thánh về cái mặt sở y độc cư, các ngài không có sáp vô, các ngài không có chung đụng nhiều, các ngài không có sống mà hồ đồ hỗn độn như chúng ta được. Các ngài rất biện biệt rằng là bởi vì cái chữ mà sở y á, trong cái tiếng Pali Ubathi có nghĩa là cái thân sinh tử. Các ngài hiểu hơn ai hết rằng cái thân này là cái thân sinh tử. Do đó lợi dụng cái thân sinh tử này để mà gì? Thứ nhất, không chung đụng vô đám đông, không trà trộn vào đám đông, không sáp vào trong những nơi ồn ào huyên náo, nhiều chuyện nói chuyện thị phi, đôi chối phải quấy hơn thua. Đó. Thứ hai là không có tán gẫu, không có ngồi lê, không có đôi mắt, không có nói chuyện người chuyện ta, mà nói như Trịnh Công Sơn, phải không ạ? Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Có nghĩa là chúng ta phải trở về với cái mình vốn có. Bởi vì là trải qua năm qua tháng, nhiều năm nhiều tháng, chúng ta bôn ba, chúng ta lang sang, cũng vì cái thân tâm này thiếu chánh niệm, hay gọi là mất chánh niệm luôn, chứ không phải thiếu nữa đâu. Bởi vì thiếu thì có đôi khi chúng ta còn thực tập, thực hành chánh niệm, còn là chúng ta mất chánh niệm hẳn luôn, mất cái gốc luôn rồi đó. Do đó mà qua những cái sự chia sẻ, thầy xin tóm lại một điều như thế này nè. Thứ nhất, pháp môn nào tôi không cần biết, miễn là chúng ta thích sống một mình. Thứ hai, chúng ta phải nỗ lực tinh tấn hăng say, chứ đừng bài mà hả nói tới pháp là chúng ta uể oải, chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản, chúng ta không muốn nghe, thì người này không thể gọi là tinh tấn được nghe. Tinh tấn nỗ lực trong thiện pháp gọi là chánh tinh tấn đó, chúng ta nhớ không? Để làm chi? Bởi vì chúng ta có chánh tinh tấn thì những cái mà phiền não hệ lụy, những cái ràng buộc đó, nó không còn trói chúng ta, và chúng ta không là một cái người nô lệ cho thân tâm này nữa, mà chúng ta phải xác nhận một điều với nhau rõ ràng rằng mặc dù cái thân này là thân sinh tử, nhưng lợi dụng thân sinh tử này để mà thực hành thiền định trí tuệ, để chúng ta có thể là
một người giải thoát trong đời sống hàng ngày. Và cứ thế nhiều tháng, nhiều năm, sự giải thoát đó nó nhiều lên. Thì khi chúng ta ra đi thì quý vị tự nghĩ rất thanh thản, rất nhẹ nhàng. Chúng ta không còn hoang mang sợ hãi, không còn lo lắng, không còn nghĩ ngợi quá nhiều vào cái thế gian phức tạp này nữa. Và cái thứ ba là thầy xin nhắc lại để cho đại chúng mình hiểu, chứ không là chúng ta rất là dễ quên. Đó là chúng ta gì? Dễ vui, đơn giản hóa trong đời sống ăn mặc ở ngủ nghỉ, đơn giản hóa trong vấn đề nhìn nhận, đánh giá, lắng nghe, nói năng. Hầu như chúng ta đơn giản chừng nào thì tốt chừng đó nghe quý vị. Đây là thầy chia sẻ thật lòng. Và cái thứ tư là đừng dẫm chân trên sinh tử quá nhiều, mà phải làm những cái con chim vượt thoát ngoài bão tố, vượt thoát ngoài phong ba, để còn có khả năng làm bến đỗ cho mình và chở che cho tất cả những người thân thương. Bởi vì sự sinh tử luân hồi, nếu mà nghĩ sơ sơ càng cợt á, nếu mà nói sơ sơ càng cợt á thì chúng ta không sợ. Nhưng mà chúng ta cần nghiên cứu đọc lại trong kinh điển Phật dạy. Chúng ta thấy trong kinh Phật ví dụ, có một vị tù nhân á, có một người mà bị ở tù vì là trộm cướp hay là bị cái gì mà nó xâm phạm tới quốc gia, tới pháp luật, tới triều chính, tới triều đình. Thì vị là bị vua ông bắt, và buổi sáng ông cho đâm 300 ngọn giáo, trưa ông đâm 300 và chiều ông đâm 300 ngọn giáo, sai lính đâm như vậy. Thì Đức Phật hỏi các vị là các người có thấy rằng là cái người bị đâm đó có đau đớn không? Thì các vị tỳ kheo đồng thanh trả lời rằng chỉ cần một cái vết đâm nhỏ thôi cũng đã đủ đau rồi, chứ huống chi là sáng, trưa, chiều đều lúc nào cũng đâm 300 cái mũi giáo vào cơ thể thì làm sao chịu nổi. Phật nói cũng vậy. Nếu một đời sống chúng ta thiếu cái khả năng thẩm định, quan sát một cách tuyệt đối, nghiêm túc, và khi chúng ta trầm luân khổ ải trong cái đường sinh tử luân hồi đó quý vị, nó sẽ đau đớn gấp ngàn lần cái ví dụ mà Phật vừa nêu, là sáng đâm 300 mũi giáo, trưa đâm 300 mũi giáo và tối đâm 300 mũi giáo. Thì để chúng ta thấy được rằng những cái sự đau khổ của một kiếp người khi chúng ta còn sống nó rất nhẹ hơn so với cái mà chúng ta thiếu cái khả năng tu tập để chúng ta bị trầm luân đau khổ trong cái đường lối sinh tử. Thì cái điều này rất là oan uổng. Vì sao gọi là oan uổng? Chúng ta có đủ điều kiện, chúng ta đủ sự minh mẫn, chúng ta đủ sự thừa hiểu rằng mà chúng ta ở đây như thế, chúng ta dễ vui, chúng ta cứ mặc nhiên cho đời sống của mình nó lấp đầy những cái phiền giận, vui buồn, lo âu, nghĩ ngợi, hoang mang thì thật là đáng tiếc, phải không ạ? Trong khi chúng ta có quyền được lựa chọn làm một con người đầy đủ tâm linh, đầy đủ tâm thức, để chúng ta có giới, có định, có tuệ. Và chúng ta nuôi dưỡng thân này không phải cho đời này, kiếp này không, mà hàng vạn kiếp sau. Bởi vì đời sau vui là cái nhân bây giờ chúng ta biết tu tập, nhân quả bây giờ đau khổ là do nhân đời trước chúng ta thiếu tu tập mà ra. Kính thưa quý vị, tóm lại những cái sự chia sẻ ngắn của thầy hôm nay dành cho đại chúng, nếu đại chúng cố gắng nỗ lực tinh tấn thực tập thì chúng ta sẽ gặt hái rất nhiều sự thành công. Vì bản thân thầy cũng theo những cái đường lối này chứ không có gì khác hơn. Và cuối cùng thầy xin cảm ơn tất cả quý vị Phật tử gần xa đã lắng nghe và chịu khó chia sẻ những cái bài pháp này cùng với bạn bè thân hữu, những người thương của chúng ta, để cho người người nhà nhà được tu tập, xã hội được thấm nhuần Phật pháp, gia đình được thấm nhuần Phật pháp thì không có gì quý bằng. Sau hết, thầy xin cầu chúc cho quý vị và cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với Trang Nhà, đó là kênh nguồn tỉnh thức, để thầy trò chúng ta có cơ hội
truyền trao giáo pháp của Như Lai đến với từng nhà từng người và lan rộng ra khắp nơi. Xin cầu chúc cho quý vị chúng ta thật nhiều sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường. Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni.